Kính chào cô chú, các anh chị và các bạn đến với kênh Lưu Vũ Vlog. Thì tối nay mấy anh em mình là tổ chức đi thăm lợp chuột nha cả nhà. Chào cả nhà. Ủa cái đèn này sao nấy đèn năng lượng này sao không thấy? Đó. Nhiều quá, tính đặt nhiều quá trời luôn, đặt được có mấy cái hay có 90 cái nha. Đây 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 là cái đầu tiên nha. Thăm như thế này nè cả nhà. Đó. Cô bán nguyên cái cây đây nè. Ôi nó ngon nè ông Vũ ơi. Thôi cô biết nó đã rồi. Nó là bẫy chuột có chảnh đó. Con luôn rồi. Con là. Ôi ơi đúng không? Ôi ôi nó mập. Trời cái đầu quá hả? Ừ. Ừ là trời. Đây cả nhà nó là vậy nha. Hết có biết rồi, ông nội vô nó bự. Thường là mình đặt bằng dừa hả các? Không, nó ở cái dừa đặt cho nó ăn dừa luôn à. Để nó khỏi bỡ ngỡ. Để tôi vào dưới cho. Dừa này là dừa cứng cải ha. Dừa cứng cải, dừa lấy nước mình uống rồi xong mình lấy cái nạo cái mình đặt. Trời ơi, chỗ con này trời. Nói chung là không bỏ gì chứ. Còn cái vỏ thì mẹ tôi phải cô làm bánh luôn à. Ăn dụng hết mới có thể. Nó ấy rồi cho cắn cắn cắn. Ồ. Im nghe cả nhà. Chuyên gia nó ăn dừa có nó uống nè cả nhà. Nó đây con đầu tiên nghe cả nhà. Lông nó mượt cả nè. Hết có biết rồi. Nó mập nè. Ôi trời ơi. Dậy từ. Dậy hả? Trời ơi. Này trời mưa lắc gắt rồi cả nhà ơi. Hết có biết rồi. Mưa lắc gắt luôn quay luôn. Cái thứ hai này sao kết? Gọi vô luôn kìa. Trời ơi trời chạy kìa. Trời ơi. Buổi tối mình hơi khó quay nha cả nhà. Dưới trên cao nè. Dạ đứng lại. Ôi, đứng lại. Ê, con này nhỏ nhỏ hơn trước nha. Mà nó cú luôn rồi lông nó mất được à. Hết có biết rồi, trời ơi, trời ơi. Vậy là ở đây là chuột dữ lắm hả kết ha? Phá hoại dữ lắm phải không? Không có nhỏ đâu nha, không có nhỏ đâu nha. Tại mấy chú nói quá trời nói rồi ông kêu đạt quá. Để tới rồi nha. Không có nhỏ đâu nha. Chuột này không có nhỏ đâu nha. Đâu đâu. Ừ. Hai cái là được hai con nha cả nhà. Dính cái giò nữa cái đây. Cái giò vô luôn rồi. Từ. Ê con mở cái quan cái. Nó hốt à. Cái gì? Gặt nó xuống. Đưa tay vào đây thì chỉ có nước đãi nó luôn á. Cắn á. Thôi đi, thôi về mình tính. Về tính thì không sao. Cái này nãy trời mưa lớn quá gớt rồi để. Gớt hả? Bị gớt hả? Đây là cũng có thể là bị gớt nha cả nhà chứ không phải là cái nào cũng là 100% nha. Tại này nãy trời mưa. Trời mưa gió cái nó dạt cái cây ra. Gài lại, gài lại. Gài lại cả nhà. Phá lắm hả anh? Bây giờ gài lại nha cả nhà. Đây là cẩn cảnh nha. Đây là hàng thiệt đồ thiệt luôn đó. Đó là cái cây mình dài nha, mình phải đưa lên cái đó cái cách thức mà đặt bẫy là như vậy đó. Có luôn. Đó. Có, cái ngoài chắc ăn luôn. À cho bẫy nó bám ở trên hết các ha. Cho bám trên. Trên cái bệ dừa luôn ha. Rồi. À. Nhưng mà cái này đúng là gió, chứ nếu mà gió mạnh là nó bị gớt á. Nó đá cái tàu á. Ừ. Đá tàu quá là được đó. Đây nãy thì mình dính. Dính không kết. Không. À. Cái này không dính nghe cả nhà. Cái này chưa ra nè, nhìn nó ăn nè cả nhà. Đó. Đó là trời ơi, dừa ngủ nè. Đây. Đây đó. Dừa vậy là chuột ăn vậy đó ha. Nó nói vậy đó. Đó. Rồi ông chú không kêu đặt giùm ổng đi, rồi tại mình cũng thường thường mình đặt á. Ông chú không kêu đặt bắt giùm ổng đi. Chứ quá trời đó. Quá quá quá. Đây nhiều đây thôi. Đây ní, mình có thay đổi không ní? Không. Đây như cái này là nó không có chưa có dính nghe cả nhà. Đó. Thì anh em để lại như cũ nha. Phá lắm nha. Trời nó ăn dừa trái nó rụng rồi. Đây. Mấy anh phá quá nè. Không biết mấy con mà nó cắn nè, dừa trái bệnh mạnh không à. Phá quá rồi mấy chú kêu anh Kết này là đi bẫy đi. Phải bẫy bắt mới được. Phá hoại quá rồi. Trời con đã mấy trời nó ăn dừa nó ú rồi nè, lông nó mất rượt luôn. Ừ. Chị nói rồi. Nó cắn nhiều lắm luôn hả anh hai? Vậy hả? Là không có dưỡng luôn cái gì. Cắn cái không có dưỡng luôn cái gì. Bữa đó sao nó không lên dưới ta. Rồi có chiều chiều hồi chiều gió ní ơi. Chiều giờ mưa nè. Hồi chiều gió rồi. Cắn gió gãy bẹ luôn nè, dính lự lắm. Gió gãy bẹ rồi. Gãy bẹ hả? Ừ gãy bẹ nè cái
hàng kia nó động cái cây của mình kìa. Ờ, nó động cái cây của mình kìa. Ờ, hàng kia nó hỏng lên ha. Ừ, chứ người ta đặt là nằm với cái bẹ luôn vậy đó. Chứ cái bẹ gì chuột nó mới vô được. Ừ, chiều gió nó sụ hết bẹ nè, thấy không? Cái sụ bẹ bự nè. Ừ, ừ. Bữa nào tôi không gặp nó hết trơn á. Hết, có biết con kè dưới gốc con kè dừa nó cũng con kè trái non, trái biết gì nó cắn rồi, banh chành hết trơn nè. Trời ơi, nó còn dính ở trên cảnh, lượng trên cảnh. Không, vậy là cái này mình chỉnh lại là ngon, coi chừng sáng thêm đó. Ôi trời, vừa ở đây cây nào có lấy trái thì trời. Vậy anh vũ trái rồi kìa. Ừ. Hết, hồn không kìa, buồn trái kìa. Sai quá ha. Ừ, hết, biết thiệt chứ. Kìa anh gọi lên cái kìa, kìa vừa trái rồi. Hả? Không. Dính không kết. Hay là giờ này nó chưa đi ăn lắm ta? Ừ. Có khi mưa nhiều quá nó cái mẫu đó. Giờ này mới 6 mấy à. Không có kết quả. Bây giờ anh em mình đi thăm tiếp lần 2 nghe cả nhà. Sao cái này sao kết? Có rồi. Hàng mắt khăn chừng kìa. Rồi. Rồi mấy tôi gung tay nha. Thủy nó bẫy nó sập xuống là thủy là khả năng có rồi. Đó. Dứt. Rồi cho em hạ xuống đi kết ơi. Hạ quá cho phá người để chúng quở quá trời mới bắt được thôi chứ dễ gì. Bị mang vốn quá phải không? Mang vốn quá trời nhờ vũ tay chứ. Vụ này thì thôi chứ. Ồ, êm ha. Rồi. Quá trời bự luôn kìa. Đây phải chụp đông bốn. Nó đó, chầm chầm luôn á. Chụp trên dừa đó. Chụp trên dừa chứ không phải đồng không? Không phải, không phải đồng đâu. Tại nó trên dừa. Ừ, trên dừa. Mấy anh này ăn nói chung là hộ nhà giàu á. Này nghe chụp cúng. Không, hộ nhà giàu. Thì mấy em làm anh bị mắng vốn quá trời. Ông già nó mày gán kiếm mày hạ nó chứ nó ăn nó phá dữ lắm rồi. Cỡ này thì một đêm thì năng sức 3 trái dừa. Phá dừa quá ha. Ừ, phá lắm. Ngã cây hả? Rồi, nãy là nó ngã nhưng mà nó không vô này, chứ này nó ngã nhưng mà nó khó nghe bà con. Ngã rồi dính giống mà nặng ha. Đó nè. Rồi. Con nào như con nào cũng to to ha. Ăn dừa mập quá mà. Tại mấy đứa em làm anh bị mắng vốn quá. Chứ thôi cũng anh em mình cũng mít lòng với nhau. Phá quá phá làm gì, con nào nó mập không? Hết không biết rồi, đầu dày luôn đó. Nhưng mà thường chuột ăn dừa với chuột ngoài đồng thì chuột nào ngon hơn kết? Cũng thứ à. Ừ. Tại con này ở ngoài đồng nước ngập, ừ, nó mới vô. Nó mới vô ha. Ừ. Ừ. Có ý thinh hả? Ừ. Tại nó không vô ăn thôi ha. Không, bữa nay chắc đi ăn nóng tứ á. Không có con nào ở nhà chứ. Cái này không chín rồi cả nhà ơi. Ừ. Bỏ qua cái một mình một cây với hai ba con. Ví dụ mình thường đặt bẫy gì là lâu lâu mình mới đặt hay sao kết? Không. Hay là chuyến này là bị mắng vốn mà mới đặt. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà đặt mà đặt thường xuyên nó dính không? Không, đặt 10 bữa đặt lại có nữa. À. Tầm tầng 10 ngày ha. Cái này không dính ha. Ừ.
Dính không? Có có à. Mẹ không được bự không? Không bự bự nha. Tại cái đèn tôi nó soi nó hơi vàng quá, nó hơi khó thấy. Im lắm nghe cả nhà. Con này cũng to nha. Phá quá mà. Ở ngoài đồng thì cắn lúa, vô đây thì cắn dừa. Năm nay lúa thắt đâu dám cắn đâu, sợ mình răng người ta mắng vốn. Chết nhiều dữ nữa. Đang mấy cái dừa cũng bị mắng vốn nữa. Ôi trời ơi. Không, mà chở nhỏ xuống đi không nhỏ đâu. Được lắm rồi nha. Ừ, như vậy là ngon rồi. Rồi nó mập. Hết có biết rồi. Cứ này thì cái hàm răng nó nạo cỡ nào chưa nói. Ừ. Cái này tháo cũng khéo khéo ha, không khéo là nó cũng bị nó cắn ha. Không, đưa tay vô thì bảo đảm là không chịu phát nào. Không chịu phát nào. Nó dễ chịu vậy đó. Không, cái đặt mình nó mới lắm. Ừ. Của người ta, người ta đặt, người ta ấy, người ta để cái lọt vậy nè. Nhưng mình gớt xuống đây nhiều khi nó gớt, mà nó gớt xương rẻ là cái lọt nó nằm xuống gì nè. À. Cái đưa lên thì chuột nó ở trong, còn chuột mới gớt nó trong cái mũi xuống hai phang nó xuống á, nó chuột cắn kìa. À nó cắn cái kia cắn, chạy ra ha. Chuột nó tung ra kìa, tại tôi bị hoài tôi biết. À. Đặt cây gì mình cực cây, mình cực kiếm cây nhưng mà nó lại an toàn hơn ha. Ừ. Ờ cái này không có cái nhà. Không có được sáng. Cái này không có ha. Sáng luôn là không có ha. Cái này nó vô sau mà nó đi ra nó sập nó đi ra nó. Sập hả? Sập mà dính không? Không. À. Sập mà sảy ha. Hay là có khi nào gió nó tự sập không? Gió bị sập quá. Ừ, chứ nếu mà chuột vô thì nó sập thì nó đâu có ra được. Vô sập nó không ra được. Ừ. Không ra lại luôn. Này, cách thức này. Đó. Kéo hai phen lên. Ừ. Hai phen này để nó hạ xuống đây chuột không có thoát ra được. Ừ. Đó, đưa này lên. Đưa này lên. Nhớ là kỹ rồi, nói chung là đưa này nhưng phải chỉnh cục mồi lại. Cho nó ngang ngang chút xíu ha. Ừ, đưa này lên ở giữa ha, nó đừng có chịch qua hai bên ha. Đúng rồi, chỉnh sang hông để con mồi nó vậy nè. Lúc mà đưa cái gập lên nó không có bị lệch cái tim của cái gập gạt. Ừ. Là chuột nó đi thẳng vô luôn là nó sẽ sập bẫy ha. Chính xác ha. Nhớ hai phèn phải kéo sát dưới nè. Để nó nhổng lên trên nó đi không dỡ đá được. À. Nhưng mà đưa lên quá trời là nó vô là nó cái giò nó dưới nó đẩy là nó đẩy lên luôn chứ không đẩy xuống. Ừ. Dựa mí thôi. À, cũng kinh nghiệm ha. Ừ. Kinh nghiệm mới có biết được ha. Chứ còn đưa lên cao quá nó vô là cái giò thường thường đi nó hắt tới vậy nè. À. Nó đá ngay chừng lên là không về dính được. Nó chỉ nghiêng mình cái lọt nhảy lên cái miệng nó hả xuống một chút thôi. À. Không giờ nó gặp cũng được. Giờ mình đặt lại ha. Đặt lại rồi. Ở đây sẽ có thì sẽ làm thì dính. Đó mình đặt là mình đặt lên cái bẹ đó cả nhà. Bẹ dừa đó. Hay quá ha, ai sáng chế qua cái kiểu này cũng hay quá ha. Ông mày đó đi học mấy ông xếp mấy ông ở trên Vĩnh Long đó đi tiếp thị á. À. Thấy mấy ông đặt. Mà thấy như ông già đó, ông đi nguyên chiếc xe đạp vậy đó. Ông chở theo nguyên bó trúc vậy đó. Mà ông đặt từng cái mà ra mà trên cái bó trúc đó là ông gài sẵn hết trơn rồi. À. Chứ không phải giống như mình đo được cái độ của dừa nó bao nhiêu mới buộc vô. À. Ông gài cố định sẵn hết trơn rồi xong rồi ông máng lên mấy bụi tre. À. Cái dừa này thường là người ta là chỉ lên là bắt leo lên dừa rồi nhấn ổ thôi. Mà bây giờ cái nghề leo dừa nó không còn nhiều nữa. Ừ. Tìm một người mà leo dừa cũng khó lắm à.
ở đây còn đứa nào ở chảnh không? Có dính không? Hả? Có dính bẫy không? Rồi, gặp rồi, không biết vô hồng rồi. À, sập gặp rồi ha. Sập rồi. Ê, có giòi. Có giòi. Có nha, tôi thấy rồi, Nha. Có giòi, tôi thấy như có giòi. Có rồi, tôi thấy rồi. Ôi ôi, nhưng mà không được bơi, tôi dễ thương. Này cũng giống như là... Có là được rồi. Cũng sập rồi. Giống như là mấy này chốt phí gì đó. Tại tướng quân còn ở trong cây dừa, còn này giống như là chốt qua sông vậy. Nhưng mà mấy em này mới cắn đứt cung dây thấy không? Mấy em này cũng phá dữ lắm à. Ừ nè, thấy cả nhà thấy không? Mới cắn đứt cung dây nghiêng một bên thấy không? Ừ. Nhưng mà mình không đi thăm sớm mà cái chị nó chạy đây thấy không? Còn cái này nó chạy đây nữa là nó ra luôn thấy không? Nó chạy hết cộng mình nè. Đúng rồi. Là nó ẩn ra được chân à. Là nó hay lắm. Vua phá mà. Dễ gì ra được em. À, bây giờ mưa rồi cả nhà ơi, với lại thăm cũng hết lợp rồi. Thì sáng anh em mình thăm tiếp nha cả nhà. Anh em mình đặt có 9 cái lợp à. Tại trời mưa, chiều gió quá thì gió luôn. Ừ. Đặt gió quá rồi đặt mới bể dừa, đầu nó gió nó quơ, nó ngã. Ngã như nãy vậy ha. Ừ. Nó dễ ngã gió á. Dạ, 3 cái. Vậy là ở đây là 3 cái, ở nhà 3 cái là 6 cái. Vậy là sáng mình chỉ thăm có 3 cái nữa thôi hả kết? Tại vì cái này dính là đem về nhà cả nhà ơi, cho nên là không có mà bỏ lại. Những cái nào mà không dính nó mới bỏ lại. Thì sớm giờ mấy anh em là thăm được 6 cái rồi. Còn 3 cái nữa. Ba cái thôi thì sáng thăm. Thành quả đây. Thành quả sớm giờ đây. Sáu con chuột, sáu cái lợp. Video bảy chuột của anh em mình tới đây kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.